Bonsai Phùng Gia xin chào các bác nhé. Hôm nay để lên cho các bác một cây ruối cổ rất đẹp. Các bác xem thấy hay thì cho em xin lượt đăng ký nha. Xin chào bác Sang nhá. Chào Bonsai Phùng Gia, chào chú Kiên. Hôm nay để mời Bonsai Phùng Gia về lên một cuốn video giới thiệu các bác một cây ruối cổ các bác nha. Trên chậu rất là đẹp luôn. Để mời quý bác cùng xem và thưởng lãm và giao lưu tác phẩm ruối cổ nha. Một cây ruối hay còn gọi là hoàng anh mộc cổ để giao lưu, mời quý các bác cùng anh em và thưởng lãm và giao lưu tác phẩm này nhá. Đây để em đo kích thước cây này cho quý vị các bác. To lắm đấy, cây rất to nhá. Hoành 156 ạ. Hoành 156 các bác nhé. Quay gần này. Rất đẹp, gốc to, hoành to. Cao là 1m9. Cao 1m9 thưa quý vị các bác. Rất là đẹp luôn. Tàn 1m2 các bác nhé. Tàn 1m2, một cây ruối cổ cực kỳ đẹp luôn. Cây đẹp tứ diện nha các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy ngọn đóng đẹp, ruối một ngọn đóng đẹp, kỳ tắc. Rất tuyệt vời luôn. Để mời quý bác cùng anh em vào thưởng lãm giao lưu nhé. Cây này em xin báo giá tới toàn thể quý bác cùng anh em. Cây này là 85 triệu. Đây, các bác xem gốc. 85 triệu, nu rồi. Các bác điểm nu rồi các bác nhé. Rất đẹp luôn. Một ngọn này. Tuyệt vời chưa? Rất tuyệt vời. Đó, đây ngọn này các bạn nhé. Quay cả phía mà sau này để các bác nắm được. Chi tiết cây nhé. Giá chỉ có 85 triệu các bác nhé. Đây, các bác quay, nào, quay mặt sau. Bác nào thiện chí thì mời các bác về với địa chỉ là Sát Hoang, huyện An Phượng, thành phố Hà Nội. Hoặc liên hệ theo số điện thoại của em nhé. 0976 821 509 ạ. Em sẽ ghim số điện thoại của mình lên phần tiêu đề video các bác nhé. Rất đẹp. Cây hoàn thiện đẹp rồi, các bác về các bác cái này về chơi, chơi đó. Đây đây, mặt này cũng đẹp này. Cây này mặt đẹp tứ diện luôn. Rất to. Rất đẹp nha. Cây rất đẹp. Cảm ơn các bác nhé. Đây, các bác mà muốn giao lưu tác phẩm ruối này thì liên hệ với bác Sang. Đấy, qua số điện thoại bác Sang đọc cho các bác nhá. 0976 ạ. 821 ạ. 509 ạ. Còn nếu mà muốn giao lưu trực tiếp thì về với nhà vườn ở xã Thọ An, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội nha các bác nhá. Cây ruối rất đẹp, gốc to đẹp. Đây gốc đây. Có tử nha các bác nhá. Cây rất cổ kính này. Đây. Vết nu cục theo thời gian đây. Đây. Rất đẹp nhé. Bác nào quan tâm thì cứ alo cho bác Sang nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác vào các cuốn video sau. Xin chào.